Thưa quý vị, gần 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý trong 10 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chỉ trong 10 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 9.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong đó nhiều nhất là người chạy mô tô với 9.180 trường hợp, kế đến là tài xế xe con với 524 trường hợp, phạt tiền hơn 40 tỷ đồng, tạm giữ tất cả phương tiện và tước 6.074 giấy phép lái xe.